Vâng, ừ, xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua chương trình truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ hai, 26 tháng 8 năm 2024, là một ngày đầu tuần và chúng ta chỉ vòn vẹn lại còn những ngày cuối cùng nữa để chúng ta bước vào một tháng 9. Chắc quý vị biết là tháng 9 thì lại nhiên tất cả các trường học con em của chúng ta bắt đầu trở lại trường, tất cả những sinh hoạt trở lại bình thường sau qua một cái mùa hè tất cả những sinh hoạt chính trị cũng có thể nó sôi nổi trong những cái thời gian sắp tới vào tháng 9. và bên cạnh đó thì những sinh hoạt bình thường à, tất cả những trận đấu football sẽ trở lại và cái đời sống của những người ở tại Hoa Kỳ này đặc biệt là tại California cũng có thể nó có một cái không khí rất tốt à, thì của mọi cuộc mọi sự kiện nó xảy ra có thể nói là hy vọng là tốt đẹp hơn nhiều ở tại uh, miền Nam California thì ngày hôm qua thì vẫn là một trong những ngày hội của mùa Vũ lan và những ngày lễ đặc biệt của lễ Vu Lan có thể nói ở những ngôi chùa rất lớn ở tại miền Nam California thì ngày hôm qua là lễ Vu Lan được trang trọng diễn ra ở tại ngôi chùa của thầy hòa thượng Thích Minh Mẫn đó là chùa Huệ Quang. À, một cái không khí có thể nói rằng là của những đồng hương Phật tử và những người ngoài Phật giáo cũng đến để tham dự một ngày vui và một ngày nhớ đến tất cả những cái người mà có thể nói là ân nhân của mình những người trong dòng họ của mình cha mẹ của mình đó là một ngày vu lan báo hiếu có thể nói đã diễn ra rất là ngoạn mục rất là có thể nói trật tự và trong cái niềm tin của Phật giáo vào ngày chủ nhật vừa qua bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không quên đề cập đến tất cả những sinh hoạt trong đó có cái cuộc để tưởng nhớ đến tất cả những cái chiến sĩ của những của mặt trận Việt Tân họ đã có thể nói rằng gần tới 50 năm và những cái ngày họ đã ra đi ở tại cái mặt trận ở uh, tôi muốn nói đến ở phía Lào uh, thì ngày hôm qua cái hội Việt Tân ở tại thành phố uh, Westminster cũng đã có tổ chức một cái buổi lễ để tưởng nhớ những ngày những người tiền điệp, những người chiến sĩ gọi là đồng chiến à, tham gia vào với của, của, của lực lượng của Việt Tân. Đó là một vài cái hình thức mà chúng tôi thấy được rõ ràng những cái nghi lễ, những ngày lễ. Đặc biệt thì chúng tôi cũng không quên đề bạt đến cái đại hội của tất cả các nữ sinh Gia Long có mặt ở tại quận Cam này. À, đây cũng là một trong những trường học nổi tiếng ở Việt Nam là đặc biệt tại Sài Gòn với màu áo tím họ cũng gặp gỡ vào trong một ngày đại hội rất là có thể nói là trang trọng diễn ra vào ngày hôm qua đó là chuyện của miền Nam California và không biết ở tại miền Bắc California thì hiện nay có thể nói không khí bầu cử cũng sôi nổi và đặc biệt nhất người ta phải nói đến một cái cuộc bầu cử giữa hai nhân vật nổi tiếng nhất đó là giới nữ trong người giới nam họ là những người sự đại diện cho tiếng nói của người Việt nói riêng nhưng là hình ảnh của người Việt có mặt ở trong cái hội đồng giám sát của uh, Santa Clara và đây là lần đầu tiên sẽ được chọn lựa giữa hai người phụ nữ, đó là cô Madison, một trong những người đã từng là phó thị trưởng của thành phố San Jose, và bên cạnh đó là cô Betty Dương, một trong những người luật sư cũng đã từng làm việc cho một giám sát viên của trong địa hạt Santa Clara. Cuộc đua này bây giờ đến bây giờ thì cũng giống như cuộc đua của tổng thống Hoa Kỳ hiện nay, chưa có ai có thể nói được phần phần thắng bại về một người nào. Nhưng cái điều thắng bại nhất ở đây đó là chúng ta cứ đi cần nên đi bầu trong những ngày đó thì chúng ta mới hy vọng có một cái con số mà có thể nói tạo cái điều kiện dễ dàng cho người trúng cử có tiếng nói mạnh mẽ ở trong cái hội đồng giám sát của địa hạt Santa Clara. À, bên dưới miền Nam California thì kính thưa quý vị tất cả những cái lề đường đều có những cái uh, gọi là cái tấm biểu quảng cáo của tất cả những chức vụ dân cử mà chắc là quý vị thấy từ thị trưởng cho đến nghị viên rồi đến những cái học khu rồi chắc đến cái uh, sở vệ sinh cũng giống như là tất cả trường đại học như là tóm lại là trong đó đều có hình ảnh của những cử tri người Mỹ gốc Việt của chúng ta và bên cạnh đó thì trong phần 2 chúng tôi cũng đề cập đến một sự kiện có thể nói được nói nhiều nhất trong những ngày vừa qua, đó là vấn đề của ông giám sát viên Andrew Do. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái tình hình thế giới vào một cái ngày đầu tuần này như thế nào để chúng ta có một cái tâm thức nhận định tất cả những gì quanh đời sống của chúng ta. Việc trước tiên thì chúng, thì chúng ta quan tâm đến rất nhiều về tình hình biển động biển đông nơi lãnh lãnh hải lãnh đảo cái cái đảo của những cái người Việt chúng ta do ông bà tổ tiên chúng ta đã gây dựng ra thì không một cái lý do gì Hoàng Sa vẫn tiếp tục rơi vào tay Trung Quốc và Trường Sa đã món mẻ có thể nói là trở thành một cái lãnh thổ của Trung Quốc bởi thế chúng ta quan tâm đến những sinh hoạt ở tại ở, ở, ở tại Biển Đông khi chúng ta đến chọn ở Biển Đông thì việc trước tiên chúng ta phải theo dõi tất cả các tin tức được đánh đi từ tại Biển Đông cho biết rằng Trung Quốc và Philippines lại đụng độ ở một cái vùng biển tranh chấp là từ lâu chúng ta thấy cái vấn đề này không phải là một vấn đề từ ngày hôm nay nhưng là có từ lâu rồi nhưng mà cái sự kiện một cái vụ va chạm là xảy ra giữa một cái chiếc tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đây là một cái lực lượng chính thức của Trung Quốc và một tàu của cục thủy sản và tài nguyên Philippines nói tóm lại hai cái chiếc tàu này đụng độ nhau đều là hai phần tài sản của hai quốc gia có sự tranh chấp ở tại vùng biển đó ngày 25 tháng 8 vừa qua thì cái ở tại cái bãi cạn có tên là Sabina. Đây là một cái bãi cạn ở Biển Đông mà hai nước hiện nay đang tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc. Việc trước tiên Philippines họ tranh chấp cái gì? Philippines họ tố cáo hành động nguy hiểm của hải cảnh Trung Quốc. À, họ dùng vòi rồng tấn công họ, họ tấn họ. Đó. Họ tố cáo cái hành động nguy hiểm của Trung Quốc là đã dùng cái vòi rồng ở mấy cái chiếc tàu hải cảnh để tấn công những cái chiếc tàu của Philippines. Nhưng ngược lại, Bắc Kinh thì khẳng định hải cảnh nước này đã thực hiện những biện pháp kiểm soát đối với tàu của Philippines đi vào lãnh hải của nước này một cách bất hợp pháp. Điều mà phía tất cả những cái gọi là hải cảnh của Trung Quốc họ nhìn nhận rằng họ có những cái vấn đề tấn công những cái chiếc tàu của Trung Quốc, nhưng họ cho rằng là những chiếc tàu này đi vào lãnh hải của họ bất hợp pháp điều đó lẽ nhiên chúng ta chưa có những cái bằng chứng cụ thể để nói đến như thế nào nhưng lẽ nhiên chúng ta vẫn biết rằng là tất cả những cái sự kiện này nó mang đến một cái vấn đề rất là khó khăn và nhạy cảm trong cái sự tranh chấp vùng lãnh thổ lãnh hải của hai quốc gia phía Philippines thì như thế nào phía Philippines thì họ cáo buộc Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu của Philippines à, thì thưa quý vị lại là như vậy nữa à, phía Trung Quốc thì lại cho rằng là Trung phía Philippines thì cáo buộc Trung Quốc là cố tình đâm vào tàu của Philippines à, và phun vòi rồng vào tàu Philippines khi tàu đang tiến gần đến bãi cạn Sabina và họ cho rằng bãi cạn Sabina là một phần lãnh thổ lãnh hải của họ. À, Đặc biệt trước tiên, theo cái lời tuyên bố đến từ phía Manila thì cho biết rằng tàu của Trung Quốc muốn ngăn chặn tàu của Cục Thủy sản và Tài nguyên Philippines, có, tắt, có tên tắt là BFAR, cung cấp cho người dân Philippines các nhu yếu phẩm để mục đích chiếc tàu này vào để cung cấp cho tất cả các người dân của yếu phẩm như là diesel, thực phẩm, viện trợ y tế và đặc biệt là chính phủ Philippines đã lên án hành động hung hăng và nguy hiểm hung hăng và nguy hiểm đến từ phía nào? Đến từ phía hải cảnh Trung Quốc và một số đó đã làm hỏng cái động cơ của tàu Philippines khiến tàu không hoàn thành được nhiệm vụ nhân đạo. Qua wow, qua wow, cái chuyện này, à, về phần mình theo AFP cho biết thì hải cảnh của Trung Quốc khẳng định rằng sự cố này xảy ra là do tàu của Philippines từ chối tuân thủ quy định kiểm soát của Bắc Kinh khi đi vào lãnh thổ và lãnh hải của nước này một cách bất hợp pháp. Cái điều quan trọng ở đây là liệu cái khu vực này chia ra lãnh hải và lãnh thổ của Trung Quốc và Philippines có định nghĩa rõ ràng cái khu vực nào là của Trung Quốc, khu vực nào là của Philippines. Mà theo như cái công tế quốc tế ở cái cái công bố quốc tế đường biển thì hình như theo sự hiểu biết của chúng tôi thì tất cả những cái khu vực này là nằm trong phần lãnh hải, lãnh thổ của Trung của Philippines. Uhm. Lẽ nhiên là Trung Quốc cũng đưa ra một cái cảnh báo. Và họ cho rằng là Philippines phải ngay lập tức chấm dứt tất cả các hành động xâm phạm, nếu không là sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ tình huống này. Bắc Kinh cũng cho biết là nhanh chóng cứu hộ những người Philippines đã bị rớt xuống biển. À, đó là một cái vấn đề mà có thể nói rằng chúng ta liều. Ngày hôm nay thì Philippines, mặc dù ông... Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tô Lâm đã có một cái chuyến đi có thể nói rất hòa hoãn, hòa bình đối với đối với Trung Quốc. Khi họ đến hàng đến hàng Quảng Châu và họ đã có những cái hợp định hiệp định với nhau để có thể trao đổi hàng nông sản một cách dễ dàng cho nông dân Việt Nam và đồng thời ở tại Bắc Kinh thì ông chủ tịch Tập ở Cẩm Bình đã có một ký kết với ông tổng bí thư Tô Lâm về vấn đề khai thác xây dựng đường đường xe lửa từ phía Trung Quốc đi đến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và qua Lạng Sơn. thì tất cả những cái sự kiện này cho thấy đã có những cái gọi là cái giao kết với nhau để đi đến một cái thỏa thuận trong tương lai về vấn đề phát triển kinh tế giữa hai quốc gia. nhưng lại dĩ nhiên chưa có nói đến gì vấn đề mà có thể nói đến bây giờ không biết ông tổng bí thư tô lâm có nhắc nhở trong tập cầm biển biết cái nơi mà quý vị đang trú đóng cái nơi mà quý vị đang sát nhập vào lãnh thổ của quý vị cái nơi mà quý vị hiện nay có thể nó xây dựng những đường băng những hải cảng đó là phần đất quê hương của chúng tôi phần đất này nó đã được lịch sử chứng nhận qua bao nhiêu triều đại và bao nhiêu thế hệ những cái đơn vị quân đội của chúng tôi đã có mặt ở trên đảo Hoàng Sa có thể nói từ năm này tháng nọ đến tháng kia. Nó trải qua nhiều thế hệ đời của những vị lãnh đạo của những cái quốc gia ở tại khu vực Đông Nam Á đều nhìn nhận rằng trường Hoàng Sa là phần lãnh thổ của Việt Nam. Tất cả những cái quân nhân của đơn vị ngày xưa gọi là địa phương quân cũng có mặt trú đóng ở tại đây. Đơn vị hành chánh của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 cũng trú đóng ở tại phần lãnh thổ của uh, Hoàng Sa. Và đặc biệt một trận hải chiến ở Hoàng Sa đã diễn ra vào năm 1974, nêu gương cái tinh thần tranh đấu anh liệt và chiến đấu dũng cảm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ cái phần lãnh thổ của họ. Thì nếu ai đó mà chúng ta nhìn nhận rằng hôm nay chúng ta nhìn thấy Philippines, thì chúng ta nghĩ rằng phải nói lên cái tiếng nói Hoàng Sa là của Việt Nam. Thì không có lý do gì chúng ta chấp nhận cái sự cướp bóc táo bạo của Trung Quốc nhưng hôm nay chúng tôi không đi quá xa vì chúng tôi chỉ gửi đến quý vị tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines mà thôi. Nhưng chúng ta cũng cần nên nhắc đến để chúng ta nhớ mãi đó là quê hương của ông bà cha mẹ chúng ta, tổ tiên chúng ta đã cố gắng gây dựng để cho con cháu chúng ta thì không một lý do gì để có thể rơi vào tay Trung Quốc. Đó là chuyện ở biển Đông. cái đến thứ nhì chúng ta cũng nói đến hiện nay hôm qua và chắc là cuối tuần vừa qua thì phía Hoa Kỳ đã đưa ra một cái biện pháp là có thể nói rằng là, là, là trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các công ty Trung Quốc làm ăn với nga. Thế tại sao lại có cái vấn đề trừng phạt những cái công ty mà làm ăn với nga? thì chắc quý vị biết rằng những quốc gia trên thế giới qua cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc đều lên án sự xâm lăng của nga trắng trợn vào lãnh thổ của Ukraine và cái sự việc xâm lăng trắng trợn đó tạo nên một cái sự tẩy chay và một sự lên án gắt gào đối với là Trung Quốc. Và tất cả những cái công ty Trung Quốc cũng giống như là Nga nếu cái tôi nói lên án Trung Quốc là nếu Trung Quốc cứ tiếp tục mặc dầu họ không bỏ phiếu lên án Nga ở trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhưng nếu tất cả những cái công ty nào của Trung Quốc tiếp tục tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ cho Nga để có cơ hội xâm lăng Ukraine thì vẫn nằm ở trong cái chế độ trừng phạt đó. Và hôm qua thì Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ trích Washington và họ về tất cả những cái loạt trừng phạt mới nhằm và nhắm vào nhiều cái công ty Trung Quốc có quan hệ làm ăn với Nga theo một cái nguồn tin của hãng thông tấn AP đánh đi thì cho biết rằng người phát ngôn viên của bộ thương mại Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình sâu sắc và lên án các lệnh trừng phạt đơn phương phá vỡ tất cả quy tắc và trật tự thương mại toàn cầu cũng như ảnh hưởng đến sự ổn định của các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu của Trung toàn cầu Trung Quốc đã mạnh dạn kêu gọi là Hoa Kỳ ngay lập tức chấm dứt các hành động vi sai trái và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để cương quyết bảo vệ các quyền lợi ít lợi hợp pháp của công ty Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên, nếu nếu tất cả các sự kiện này không có ảnh hưởng gì đến với tất cả những cái vấn đề liên quan đến chiến tranh Ukraine thì chắc lại không xảy ra vấn đề này. Vì tất cả các công ty của Trung Quốc nó có phần trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên cái tình trạng căng thẳng và có thể nói những cái sự làm việc của họ tạo nên một cái điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp để nhằm cho Nga tiếp tục tấn công vào cái lãnh thổ của Ukraine. Lại nhìn những cái lời tuyên bố của Trung Quốc vào hôm thứ Sáu, sau khi mà Mỹ đưa ra sau khi đã đưa ra Mỹ ra trừng phạt với 400 cái thực thể và cá nhân tại Nga, cũng như Belarus, Trung Quốc và một số quốc gia khác. Hoa Kỳ đã mạnh dạn đưa ra một cái vấn đề trừng phạt rõ ràng với tất cả những cái cơ sở, những cái cơ quan, những cái đơn vị kinh tế, những đơn vị có thể nói có phần trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ để cho Nga có phương tiện tiến hành cái cuộc xâm lăng Trung Quốc. Trong đó cũng có 400 đơn vị thực thể như vậy. Lại nhiên Trung Quốc và một số quốc gia khác có khoảng khoảng 60 công ty công nghệ quân sự và các sản phẩm và cái dịch vụ cho này họ cung cấp các dịch vụ này để cho phép Nga có thể duy trì cái gọi là nỗ lực chiến tranh tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rất lo lắng về quy mô xuất khẩu hoàng hóa lưỡng dụng, tự nhiên là cho hai phía, để có thể dùng trong quân sự. Và từ Trung Quốc sang Nga, họ sản xuất tất cả cái luật này để Trung Quốc Nga và cái loạt trừng phạt nói trên của Mỹ là một trong những hành động mới nhất trong hàng nghìn lệnh khi trừng phạt mà Hoa Kỳ đã áp dụng đối với các công ty Nga và các đối tác của các nước khác để thực hiện Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Wow. Theo giới quan sát của Trung Quốc thì là họ tỏ, cố gắng tỏ ra là một nước có lập trường trung lập khi chúng ta nói đến cái chữ trung lập thì liệu chúng ta càng nghĩ trong quá khứ với một cái sự am hiểu về tình hình chính trị trên thế giới ở mức tầm thường, liệu chúng ta có thể định nghĩa được cái chữ trung lập hoàn toàn đúng với tất cả những hành động của Trung Quốc hiện nay đối với giữa Nga và Ukraine hay không? Chúng ta chỉ nhìn xem có một nhân viên nào ở trong của Trung Quốc đến Ukraine hay không? Không. Đó là cái thực tế. Thực tế, Bắc Kinh ít có rất là liên lạc với cấp cao với Kiev trong lúc họ quan hệ tăng cường đối tác chiến lược với là Moscow và có thể nói rằng là về vấn đề thương mại và vấn đề an ninh. Bắc Kinh đang phải đối mặt với sự giám sát và áp lực ngày càng tăng từ phương Tây. Điều đó có nghĩa rằng Bắc Kinh không có thể giấu giếm những cái hành động đơn phương lén lút để giúp cho Nga có phương tiện để tấn công một cái gọi là một cái cuộc xâm lăng xâm lược đối với Ukraine thì đó là chuyện mà chúng ta thấy cái ổ hậu quả à, đến bây giờ như thế nào qua cái sự gọi là mỹ quyết định trừng phạt với một số công ty của trung quốc à, đã có trực tiếp hoặc gián tiếp giúp cho nga trong cái cuộc tấn công xâm lăng vào ukraine cái đến thì bây giờ thì chúng ta tạm quên cái chuyện trung quốc đi nói nhiều trung quốc quá cũng mệt quá à, nhưng mà bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những cái nơi mà có thể nói luôn luôn là cái mầm móng của chiến tranh hiểm họa của bom hạt nhân có thể xảy đến. Kính thưa quý vị, đó là vùng Trung Đông. Thì chắc quý vị đã biết trong những ngày vừa qua cái tình hình sôi nổi, sôi động ở giữa Israel và Lebanon đã xảy ra. Có thể nói là căng thẳng leo thang với Ebola. Chắc quý vị biết Ebola là một tổ chức khủng bố đặt tại căn cứ ở tại Lebanon. Và Israel đã đối lại với một cái vấn đề là ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Ngày hôm qua, ngày hôm kia đi nữa quý vị, ngày hôm qua ngày 25 tháng 8, thì Bộ Quốc phòng của Do Thái đã phát ra một cái lệnh gọi là tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong vòng 48 tiếng. Và cái thông báo này được đưa ra không lâu sau khi một cái nhóm hồi giáo Hezbollah ở Liban đã tuyên bố thực hiện tất cả các cuộc tấn công quy mô nhắm vào nước Do Thái và họ đã bắn hàng trăm tên lửa vào Do Thái để trả đũa cho một cái chết của một trong những người lãnh đạo quân sự của nhóm này. Ở một vị trí ở miền Bắc Do Thái thì cho thấy một chiếc drone của của Ebola đã bắn mùa, bắn chặn trên bầu trời miền Bắc của Do Thái vào ngày 25 tháng 8. Tình trạng khẩn cấp trên toàn Do Thái đã có hiệu lực từ 12 giờ sáng ngày Chủ nhật, tự nhiên là 3 giờ giờ quốc tế, và kéo dài trong vòng 48 tiếng. Lần này thì nó cho phép quân đội ban hành tất cả các chỉ thị như là cấm người tự dân tụ họp đông đảo hoặc đóng cửa một số địa điểm. Theo tin mà hàng thông tấn AFP chúng tôi nhận được sáng nay, thì phát ngôn viên quân đội Israel đã nêu rõ tất cả các hoạt động giáo dục hoặc đi làm vẫn được phép với điều kiện ở trong những cái khu vực mà có nơi bố trí trú ẩn khẩn cấp và đặc biệt là tại miền Bắc giáp với Liban. <laughs> Sáng nay thì một vài tin tức cũng cho biết rằng nhóm mà gọi là khủng bố Ebola để ở Liban đã thông báo họ tiến hành tất cả các cuộc tấn công quy mô lớn vào Do Thái. Mục đích của họ tấn công để làm gì? Theo cái lời phát ngôn viên của họ thì cho biết là để trả thù cho thủ lệnh quân sự của tên là Forrest Chalk bỏ mạng trong một cái cuộc tấn công của Do Thái tại Beirut hồi cuối tháng 7. Và nhóm hồi nháo nhánh CIA đã, đã cho biết là họ sẽ tấn công vào 11 điểm quân sự của Do Thái, bắn hơn tất cả là 320 hỏa tiễn và hoàn thành giai đoạn đầu tiên của cuộc trả thù. Liệu cái cuộc trả thù này có đem lại một cái thành quả tốt đẹp gì hay là nó sôi sục tình hình lên để tạo một cái ngòi lửa chiến tranh ở trong khu vực này? Và wow, đó là một vài tin tức mà chắc lẽ quý vị cũng thấy hơi mệt khi chúng ta cứ nói toàn những chuyện chiến tranh, những cái chuyện khó khăn, những chuyện ấy hành thù không. À, thì lúc đó thì chắc là quý vị cũng biết rằng ông thủ tướng Liban là một và điều phối viên của Liên Hợp Quốc cùng lực lượng gìn giữ hòa bình ở tại Liban đã kêu gọi các bên ngừng bắn và kiềm chế căng thẳng leo thang. Ngừng bắn sau khi đã bắn rồi, kiềm chế sau khi đã được nổ ra rồi và bao hậu quả bao nhiêu người đã chết vì tất cả những cái sự kiện tấn công như vậy thì quý vị nghĩ rằng nếu quý vị là do thái thì quý vị phải làm gì? Chắc là quý vị tự có câu trả lời cho mình. Lẽ nhiên chúng ta không chấp nhận tất cả những cái hành động có thể nó của bất cứ quốc gia nào, của bất cứ một cái đế chế nào sử dụng lực lượng quân sự để có thể đàn áp những người dân vô tội. Lẽ nhiên cái vấn đề bảo vệ của quý vị thì chúng tôi không phải là những nhân viên quân, gọi là những nhà quân sự thành chúng tôi chưa có thể đi vào cái giới hạn những cái phạm trù đó. Tuy nhiên cái điều cần thiết nhất là tất cả các trẻ em tất cả những người dân vô tội không phải là cái đối tượng để chịu lệnh tất cả những cái hình phạt mà quý vị trừng phạt đối thủ của họ, của quý vị. Bây giờ thì sau 3 năm quý vị đã thấy cái cuộc chiến ở tại Ukraine diễn ra, bao nhiêu cái cảnh tang thương đổ nát, bao nhiêu người đã nằm xuống hy sinh. Thì ngày kỷ niệm ngày độc lập đã diễn ra trong cái không khí ảm đạm ở tại Ukraine chúng ta thấy hình ảnh của ông tổng thống Zelensky và vợ ông trong một cái chiếc áo thun màu ô đã đến tất cả những nghĩa trang quốc gia đặt những vòng hoa để tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống cho một cái sự chiến đấu anh dũng của Ukraine. Ngày 24 tháng 8 thì chắc lại là trên khắp Ukraine người dân kỷ niệm ngày độc lập. Cái ngày độc lập đây có nghĩa là sau 33 năm họ tách rời khỏi Cộng hòa Liên bang Soviet và Ukraine lại càng đã phải chiến đấu ngày sau đó thì bây giờ Ukraine ngày là cả phải chiến đấu hàng ngày với xâm lược Nga để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Ừ, ừ. Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt thì lễ kỷ niệm ngày độc lập năm nay cũng không có những cái hoạt động rầm rộ, nhưng nó vẫn mang một cái ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Ukraine là từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schreiter đã tường thuật như sau. Trong giai đoạn chiến tranh như hiện nay, ngày độc lập lại càng mang một cái ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Ukraine. Hôm nay là lễ kỷ niệm 33 năm ngày thành lập nhà nước Ukraine kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 và là ngày độc lập thứ ba kể từ khi Nga xâm lược đất nước quy mô của chúng ta. Người dân Ukraine nhận thức rõ ràng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta đang bị tấn công hàng ngày. Đối mặt với sự xâm lược của Nga, ngày độc lập được tổ chức và được hoan nghênh hơn bao giờ hết. Ngay cả trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt đã khiến Ukraine phải gánh chịu nhiều thiệt hại về nhân mạng không thể bù đắp cũng như sự tàn phá về vật chất và môi trường ước tính lên tới gần 500 tỷ đô la. Đó là vài tin tức mà sáng nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua những gì mà quý vị thấy ở trên thế giới này để quý vị có một cái nhận định thế giới chúng ta đang sống có thể nói khó có thể một cái không khí hòa bình toàn là tất cả những cái sự kiện có thể tranh chấp giành giật lẫn nhau và có thể những cái sự chết chóc tang thương và ngay cả những người nạn nhân vô tội đó là những người có thể là chịu lấy cái ảnh hưởng của chiến tranh nhiều nhất thưa quý vị qua. Wow. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải nói đến rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái sự việc mà chúng ta cần phải biết đó là cuộc tranh cử tổng thống ở Hoa Kỳ hiện nay đang diễn ra như thế nào vào ngày thứ hai này. Lẽ nhiên những tuần trăng mật của Kamala Harris đã dần dần đi vào quá khứ và cái cuộc đụng độ giữa Donald Trump và Kamala Harris ngày càng lộ rõ ra. Và bên cạnh đó thì chúng ta chờ đợi cái gì? Chờ đợi một cái cuộc debate vào ngày mùng 10 tháng 9, và ngày mùng 9, mùng 10 tháng 9 tới đây, ở tại kênh truyền hình ABC. Nhưng bây giờ thì cũng có một vài sự lộn xộn và phía Donald Trump đã cho rằng cái cuộc tranh cử này, cái cuộc tranh luận này nó có tính cách không được bình, nó không được công bình vì một số tất cả những cái người điều khiển chương trình của công ty ABC hình như đã có vấn đề thiên vị theo lời của Donald Trump nói là thiên vị về phía của Kamala Harris. Nhưng liệu có bỏ qua được cái cuộc tranh luận này hay không? Điều này không thể chấp nhận được. Thì chúng ta chờ xem cái giải quyết cái cuộc tranh luận này nó sẽ đi vào một cái hàm số nào, để một cái công thức nào, để hy vọng rằng chúng ta có thể nhận thức được, nhìn thấy được cái sự tài năng và cái phần gọi là xuất chúng của hai ứng cử viên sẽ là những người đứng đầu quốc gia của chúng ta. Đó là vị tổng tư lệnh tối cao. Một là Donald Trump, hai là Kamala Harris. Thì chúng ta chờ xem cái sự kiện này nó diễn biến như thế nào ừ, ừ. Wow! thì bây giờ thì chúng ta cũng thấy uh, lẽ nhiên bà Kamala Harris là một trong những người đã có 3 năm rưỡi ở cái chức phó tổng thống Và hiện nay bà cũng là một ứng cử viên tổng thống Mà nhưng chỉ được ra tranh cử có 5 tuần thôi à, Trước đó đâu có ai nghĩ rằng là bà Kamala Harris sẽ trở thành là ứng cử viên đâu Thì bà cũng là hứa hẹn với cử tri vào những ngày những cái ngày trước đây ở trong cái tuần trước đây ở tại Chicago bà hứa hẹn là con đường mới để tiến về phía trước chúng ta chờ xem con đường mới này là con đường như thế nào. Lệnh viên Kamala Harris hiện nay đang có hai điều khi bà tham gia chiến dịch tranh cử sau đại hội toàn quốc của đảng dân chủ trong mọi chu cầu chú, khi chưa những nhu cầu cho chu kỳ bầu cử tổng thống thì các ứng cử viên đều dựa trên kinh nghiệm hoặc sự mới mẻ nhưng cho đến nay Harris dường như đã thành công trong việc kết hợp hài hòa hai thông điệp có vẻ như đối lập nhau khiến cựu tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông vô cùng thất vọng lại như sau cái đại hội ở tại Chicago thì hình như Kamala Harris có phần nhịn hơn bà ấy có lợi thế mạnh mẽ độc đáo và thú vị mà chúng ta chưa từng thấy trước đây trong nền tảng chính trị của Hoa Kỳ nhưng sự việc này nó lại có một cái vấn đề khác, nó có một cái chìa khóa khác và đem lại cái sự quân bình. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta muốn nói đến Robert Kennedy. Robert Kennedy năm nay 70 tuổi, con của ông cựu bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ đó là Robert Kennedy và là bảo huynh của Tổng thống John Kennedy. Ông đã từng là bộ trưởng tư pháp, đã lưng là thượng nghị sĩ của tiểu bang New York và là một trong những người đã bị ám sát trên con đường vận động tranh cử tổng thống cái sự gọi là surrender, tất nhiên là rút ra khỏi cuộc đua và cái sự đầu quân vào một cái đối thủ vào một trong những cái gọi là ứng cử viên thuộc đảng cộng hòa đó là điều gia đình Kennedy không bao giờ muốn biết đến. Tuy nhiên sự việc đó đã diễn ra với Robert Kennedy và ông đã gặp phải tất cả những sự chê trách phàn nàn của những thân nhân ở trong gia đình Kennedy. Truyền thống của Kennedy đã bị mất và tất cả những cái gì một cái gia đình danh giá nhất của Tây Mỹ cũng đã tiêu tan vì đã có sự chia rẽ. Những cái sự chia rẽ này trước đây chưa bao giờ có. Nhưng chúng ta nói đến thực tế, cái cuộc ra đi ly khai của Robert Kennedy với cái cuộc đua thì bây giờ tất cả mọi cái đơn vị mật vụ đều không có quyền để không có được đi tới để bảo vệ là là bảo vệ um, Kennedy nữa. Nhưng Kennedy đã có một cuộc gặp gỡ với Donald Trump và không biết liệu ông Donald Trump có hứa hẹn cho một cái chức vụ gì ở trong những cái ngày tháng tới đây hay không. Nhưng cái sự kiện cho ta thấy từ 2 cho đến 4% của Robert Kennedy cũng là một trong những cái gai mà có thể nói Kamala Harris khó có thể nhổ ra được. Vâng, kính thưa quý vị, sự kiện lần này đã tạo nên một cái thế cân bằng mới và hai bên hình như đã không có một cái điểm cách xa nào để vượt giữa Donald Trump và Kamala Harris. Lẽ nhìn đến bây giờ thì còn quá sớm để chúng ta nói đến kết quả cuộc đua vì chúng ta chờ vào một cái cuộc tranh luận sắp tới ở trên kênh truyền hình của ABC. Đây là một cái cuộc tranh luận để cho thể cử tri chúng ta nắm bắt được tất cả những yếu điểm quan trọng để chúng ta có thể sử dụng lá phiếu của mình cho bất cứ một ứng cử viên nào. Điều mà chúng ta thấy từ 2% cho đến 4% cũng là một cái con số có thể làm trao đảo và có thể nó biến dạng được tất cả những cái thành tích trong quá khứ giữa Dân Chủ và Cộng hòa ở những tiểu bang đó có vẻ tranh chấp. Sáng nay thì tin của chúng tôi được nhận được thì Donald Trump hiện nay đang có mặt tại tiểu bang Wisconsin nơi mà trong cả cái ngày đại hội đảng cộng hòa ở tại thành phố Milwaukee đã đem đến một cái đại lễ cho một cái thượng đỉnh danh vọng của Donald Trump và một cái sự an toàn cho một cái gọi là cái cuộc tranh cử mà có thể nó không có đối thủ ngang ngang cân ngăn sức vào cái thời điểm đó. Nhưng đến bây giờ thì mọi chuyện đã tụt về quá khứ và có thể nói Donald Trump đã đối diện với một người mà có thể nói đủ năng lực, đủ sinh lực và cái đủ tài lực nữa để có thể đối diện với một Donald Trump hiện nay đã tới ngoài 78 tuổi. Tất cả những gì mà Donald Trump tấn công về Joe Biden trước đây thì đó là những cái điều mà Kamala Harris sẽ lại sử dụng đó để tấn công lại Donald Trump. Lại nhiên Donald Trump vẫn còn có nhiều lợi thế về vấn đề kinh tế, về vấn đề nhập cư, liệu trong cái thời gian này tới vấn đề giảm tiền lợi có phải là một cái yếu điểm để nhằm có thể cho chúng ta thấy rằng vấn đề Uh, inflation tức nhiên là phá sản à, phải, phải không phải phá sản mà hình như inflation là làm phát đã có thể ngừng lại được chưa hay là vẫn tiếp tục gia tăng vấn đề giá cả tiếp tục lên cao hay là có thể ngừng lại ở một cái mức để có thể dễ chịu cho cái đời sống người dân Hoa okay. Kỳ đó là một cái câu hỏi mà chắc lại chúng ta phải chờ đợi cho đến ngày mùng 10 tháng 9 tới đây để ngay hai bên nói chuyện qua cái buổi tranh luận nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nói đến phía có những cái con bài của phía dân chủ cũng đưa ra à, đó là vấn đề những giai cấp trung lưu liệu có được quan tâm bởi những người giàu có như Donald Trump hay không đó là những cái lời có thể nói là của Kamala Harris đưa ra và những nhà tỷ phú liệu có thể là những cái nguồn tài nguyên để có thể bảo vệ lấy họ hay là để cùng họ là lấy đi cái tiền thuế của những người trung lưu và người trung lưu chẳng có được cái lợi lộc gì ở trong cuộc sống hiện nay tại Hoa Kỳ. Và kế đến là cái tiếng nói của những người trẻ và những người phụ nữ hiện nay đang đứng về phía Kamala Harris hơi nhiều hơn là về phía Trump. Và liệu tất cả những cái lá phiếu của những người thiểu số này, những người gốc da đen, những người gốc châu Mỹ Latin, của những người châu Á, liệu có thể đảo lộ cái cán cân của Donald Trump và Kamala Harris hiện nay hay không? cũng là một trong những cái câu hỏi mà hiện nay cũng chưa thấy có một cái dấu hiệu gì mà có thể mặc dù đến bây giờ thì Donald Trump cũng có đi đến những tiểu bang và có thể đang chuyển hướng đến với tất cả những người trẻ và đặc biệt những người già mập tất cả sự kiện đều còn ở phía đằng trước nhưng lại dĩ nhiên chúng ta cần phải nghe đến một cái chương trình hoạch định kinh tế như thế nào của Kamala Harris và đồng thời chúng ta cũng muốn nghe nói đến tất cả những sự kiện đặc biệt mà Donald Trump đã nói liệu có làm được trong những ngày tháng tới đây hay không đây cũng là một trong những vấn đề hai bên luôn luôn có thể nói bên tám là người nữa cần uhm, uhm. lại nhìn vì đến bây giờ thì chúng ta chờ đợi cái cuộc tranh luận này nhưng mà tất cả cái người phía bên đảng dân chủ thì họ vẫn tin tưởng vào một Kamala Harris có thể đủ để có thể có thể đối chọi lại với uh, một trong những Donald Trump một trong những nhà cũng có thể nói là ông rất là hùng biện và cái lực lượng MAGA của ông cũng là một trong những lực lượng có thể lấy lệ để có thể chiếm giữ được cái định chiến thắng vào ngày mùng 5 tháng 11 tới đây. Bây giờ thì uh, hôm hôm chủ nhật thì tôi theo dõi thì thấy là chính dịch tranh cử của, của Kamala Harris đã thông báo vào ngày chủ nhật vừa qua rằng là họ huy động được 82 triệu đô la trong tuần lễ diễn ra đại hội toàn quốc của đảng dân chủ và con số khổng lồ 540 triệu đô la kể từ Biden rời khỏi cuộc đua ủng hộ bà vào ngày 21 tháng 7 vừa qua. Nghĩa là từ ngày 21 tháng 7, Joe Biden rời khỏi cái chức vụ ứng cử thì cái chiến dịch trên của Kamala Harris đã nhận được tới đến ngày hôm nay nhận được tất cả là 540 triệu đô la thưa quý vị. Ừ, ừ. Tại nhiên, đến bây giờ thì Kamala Harris vẫn là một trong những người họ nhận cái công trạng Tốt của chính sách đối ngoại của Biden và ngay trong bài phát biểu tại đại hội thì bà cho biết bà đã gặp tổng thống Ukraine ông ông Zelensky để cảnh báo ông ấy về kế hoạch xâm lược của Nga năm ngày trước khi Nga phát động cái cuộc tấn công toàn diện nghĩa là trước khi trước năm ngày mà phía bên Nga tấn công vào Ukraine thì bà đã gặp Zelensky và uh, cho biết là Ukraine sẽ gặp một cái cuộc tấn công của Nga uh, qua wow. đó là chuyện mà bầu cử hai bên thì đến bây giờ thì các cuộc thăm dò của những trường đại học cũng giống như cái tổ chức có thể nổi tiếng về thăm dò thì cho thấy hai bên đều nách kề nách vai kề vai và nghĩ thưa vị có nghĩa rằng hai bên đều bằng nhau chưa có thể nói bên đảo bức phá liệu những cái thước cuối cùng của cái vòng đua 100 trăm mét này liệu ai có thể là người bứt phá được câu hỏi đó tùy thuộc vào cái việc và sau khi Kennedy mà có thể nói đầu quân và ủng hộ cho Trump Thì cái cánh cánh nó có phần nhít hơn về phía Trump một chút xíu Nhưng cái nhít hơn không có nghĩa rằng là cái chiến thắng ở trong tầm tay Và chúng ta đòi hỏi cái sự gọi là vận động ráo riết ở những cái tiểu bang Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Michigan Và bên cạnh đó chúng ta cũng không quên Nevada and Arizona Và đặc biệt là cũng có thể North Carolina cũng là một trong những cái tiểu bang mà có thể nó có những cái phần tranh gọi là tranh đua quyết liệt để đem lại cái chức tổng thống cho đối phương cho một cái ứng cử viên nào mà có thể kiếm được cái người dân ở trong cái khu vực của họ. À, đó là một vài tin mà chúng ta cũng không thể thiếu được mỗi ngày. À, bây giờ chúng ta qua đến một cái vấn đề nữa thì qua wow, wow, chắc chúng ta phải nói đến vấn đề này trước. Hôm nay quốc hội của Việt Nam đang họp. Họp để làm gì? Họp để liệu chúng ta có thay bầu lên được một cái chủ tịch nước trong tương lai, trong những ngày tới đây. Vì hiện nay cái chức vụ chủ tịch nằm ở trong tay của ông Tổng Bí Thư Tô Lâm kiêm nhiệm chức vụ này giống như ông Nguyễn Phú Trọng đã có một thời làm y như vậy. Liệu cái cuộc họp bất thường này ở tại Quốc hội, tại sao lại có bất thường? Tự nhiên là có cái chuyện gì mới bất thường chứ? Vâng, thì bởi thế cái cuộc họp bất thường này nó mang lại một cái ý nghĩa gì trước khi chúng ta nói đi đến kết quả liệu có thể có một vị tân gọi là chủ tịch nước Việt Nam hiện nay hay không thì quý vị cũng biết rằng ngày 10 tháng 9 tới đây thì chắc là quý vị biết rằng ông ông tô lâm về khoảng cuối tháng 9, 20 tháng 9 quý vị, 20 tháng 9 cho tới 10 cuối tháng 9 này. Thì theo kế hoạch dự kiến thì ông Tô Lâm sẽ tham dự đại hội đồng Liên Hợp Quốc, tự nhiên là một cái cuộc gặp, gặp của đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79 ở New York. Và diễn ra vào cuối tháng 9. Ông Tô Lâm dự với tư cách là chủ tịch nước thì không có lý do gì mà bầu bán phải là chỉ định người nào đó để có thể thay thế ông ông ở cái chức vụ tạm thời gọi là chủ tịch nước bây giờ được. Do đó từ khi ông Tô Lâm đi Mỹ có thể sẽ không có sự thay đổi nào về chức danh của ông. Vì vậy, có hội họp bất thường có khả năng cao chỉ tập trung vào nhân sự của chính phủ mà thôi chứ không có cái chức vụ gọi là chủ tịch nước được bầu bầu bán trong cái lúc này. Chắc lại chức vụ chủ tịch này cũng có thể quyết định vào một cái thời gian tới nhưng mà có thể diễn ra vào trong kỳ kỳ họp thường vụ lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15. Dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 à, và lễ bế mạc trễ nhất vào lúc ngày 30 tháng 11. Vào ngày 12 tháng 8 thì là hãng tin Reuters dẫn lời một số quan chức Việt Nam và nước ngoài nói rằng ông Tô Lâm sẽ thôi chức chủ tịch nước khi quốc hội họp thường kỳ vào tháng 10. Điều đó có nghĩa rằng tất cả hãng thông tấn ngoại quốc cũng có những nguồn tin rõ ràng cho biết rằng ông sẽ rời khỏi cái chức vụ chủ tịch nước vào tháng 10, chứ không phải vào cái thời điểm này để sửa soạn cho chính đi Mỹ cũng giống như đọc diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì chắc quý vị cũng biết rằng chỉ sau khi mà hai tuần lễ ông nắm cái quyền lực gọi là tối cao ở tại Cộng hòa Sở Chủ nghĩa Việt Nam, vừa là Tổng bức, Bí Thư, thì uh, vừa là Chủ tịch nước, thì ông có thể có một cái sự sắp xếp của bộ chính trị để ở một cái vị thế ngang hàng đồng cấp với ông Tập Cận Bình khi đi Trung Quốc. Tuy nhiên là chắc là quý vị biết phải ngang cái cấp với nhau thì mới đi với nhau được và có thể nói rằng là chuyến đi của ông tương đối thành công vì được tất cả sự tiếp đón có thể ngoài ý muốn rất là tốt của phía ông Tập Cận Bình cũng giống như Thủ tướng Lý cường của một nhân vật của Quốc hội Trung Quốc đối với ông Tổng Bí thư Tô Lâm. cái cuộc, cuộc vừa đi vừa được thăm biến Trung Quốc vừa ca, theo cái nhận định của tất cả các chuyên gia thì cho thể coi như là một cái lá phiếu tín nhiệm của ông của Trung Quốc và giúp củng cố vị thế chính trị của ông Tô Lâm điều mà ông Tô Lâm có lẽ rất mong muốn thì chắc quý vị qua những cái thành quả kinh tế với vấn đề đạt được những cái bang giao giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng giống vấn đề xây dựng đường sắt thì đây cũng là cho là một cái nước chiến thắng đầu tiên của ông đến Trung Quốc ở, ở lần đầu tiên. Ừ. Wow đó là chuyện mà chúng ta có thể nói được nhiều qua cái vấn đề tình hình chính trị chính, chính trị ấy. Bây giờ chúng ta đến nói đến một cái câu chuyện khác nó có hơi uh, tính cách tò mò chút xíu nhưng mà cũng có thể nói là uh, hay hay chút xíu. À. Thì chắc quý vị thường thường thì có thể thích cà phê hạng nặng, cà phê sữa đặc nhưng mà chắc là quý vị trong đời đến mỹ thì cũng có một lần uống cà phê Starbucks phải không? và wow. nếu quý vị nói đến Starbucks thì quý vị biết rằng cái công ty này là một cái công ty đa quốc gia nó có mặt ở nhiều nơi trên thế giới từ châu phi cho đến châu á cho đến châu úc và đặc biệt châu âu và châu mỹ ở tại việt nam thì chúng ta cũng thấy rất nhiều tiệm cà phê Starbucks là có mặt Starbucks hiện nay có một cái số lượng công nhân lên tới 400.000 người và vừa qua thì có một cái sự thay đổi đó là thay đổi những cái người gọi là CEO của Starbucks. Thế bây giờ chúng ta tìm xem coi thử cái, cái 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 nguồn vốn của của Starbucks nó có khoảng độ bao nhiêu nè. Và thì chúng ta đã biết rằng là Starbucks nó có ít nhất là cỡ khoảng 105 tỷ đô la thưa quý vị. Cái cái công ty của nó là có tới một cái số tiền lên tới 100 tỷ đô la. À... Thì 100 tỷ đô la, đúng như vậy. Và cái công ty của họ có tới 400-105 tỷ đô la. Đúng rồi. Và có khoảng tất cả là 400 ngàn nhân viên. 400 ngàn nhân viên. Và họ vừa thay thế kiếm được một người CEO. À, thì người đó có tên là, chắc là quý vị không lấy làm giả khi tên chúng ta được đặt ra. Đó là ông Brian Nichols. Ông Brian Nichols này ở đâu này làm như thế nào để được trở thành giám tại CEO của Starbucks. Ông này là một người hiện nay đang ở Newport Beach, một cái thành phố rất đẹp ở tại miền Nam California. Và ông ta sẽ đi lên làm ở một cái nơi tới 1.600 km cũng giống như từ Sài Gòn đi ra Hà Nội. Và quý vị nghĩ rằng liệu ông có hàng ngày có thể đi làm việc được không? Từ nhà đi làm việc rồi trở về nhà được không? Vâng, ông làm được mỗi một ngày ông sẽ ra chiếc máy bay riêng của ông bay từ New Popis bay lên Seattle làm việc để chiều đi trở về wow wow chúng ta có thể tin được điều đó không mà đó là điều diễn ra sự thật thế thì bây giờ có tất cả công nhân của nhà và bình luận đều bình luận rằng cái việc đi làm mà đi xe đi máy bay như vậy thì nó làm cho ô nhiễm môi trường nhiều thêm chứ làm gì à, đây cũng là một trong những vấn đề mà người ta đề cập đến à, thì chắc lại quý vị biết cái lương tiền của ông theo các điều khoản. Thì lương cơ bản hàng năm của ông Nicole sẽ được là 1.6 triệu đô la. 1.6 triệu đô la một năm. À, ngoài ra thì ông có thể nhận được tiền thưởng tùy theo cái hiệu quả của công việc lên tới là 7.2 triệu đô la. Tùy theo cái công việc của ông mà ông được nhận cái tiền thưởng là 72 triệu đô la. Và số tiền tối đa có thể lên tới 23 triệu đô la mỗi năm từ cổ phiếu của Starbucks của và nếu Starbucks mà nó cho ông lên cái 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 stock của Starbucks lên thì ông có thể một năm lên tới 23 triệu đô la. Thì Starbucks đã lên tiếng bảo vệ cái điều khoản này và nói rằng câu là một trong những nhà lãnh đạo hiệu quả nhất trong ngành của chúng tôi vì rằng mức lương của ông liên quan trực tiếp đến hiệu suất của công ty và thành công chung của tất cả các bên liên quan. Điều đó có nghĩa rằng dù cho đi xa cho dù là CEO mới của Starbucks phải di chuyển hàng ngày trên 1.600 km từ Seattle New đến Newport Beach hoặc từ uh, từ New Beach đến Seattle bằng máy bay riêng để làm. Vì vậy đừng quá khắt khe với Pico gọi là làm việc ở tại Starbucks khi cô ta chậm trễ đưa cái ống hút đến cho mình. Wow, 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 wow qua nhiều nhiều chuyện bằng bạc. Vâng, qua sau đây thì đó là một vài chuyện mà sáng nay chúng ta cũng muốn nói đến và chắc là quý vị cũng biết rồi. thì Việt Nam ngày nay cũng là một trong những cái quốc gia có cái sự trưởng thành của giới phụ nữ rất nhiều. Một số phụ nữ hiện nay làm những cái công việc mà trước đây ít có những người phụ nữ làm như là giám đốc những cái gì mà những cái cơ sở lớn của chính phủ cũng giống như của tư nhân. nhưng có một điều chúng ta thấy rằng người nữ ngày nay họ có một cái sự hiểu biết vượt trội hơn tất cả những gì mà chúng ta thấy những cái thập niên trước đây tất cả những người có thể nói giàu có những người mà có thể nói phát triển phụ nữ chúng ta thấy rõ ràng như quý vị thấy vừa qua thấy bà trương thị mỹ lan cũng là một người phụ nữ lẽ nhiên bà phạm tội nhưng là một trong những người đã có trong tay những cái quyền lực về ngành ngân hàng mà chúng ta đã thấy trong thời gian qua à, tất cả những sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng những người phụ nữ ngày nay có thể nói đóng một cái vai trò quan trọng À, trong cái, cái, cái sân khấu à, lễ nhiên sân khấu chính trị ở tại Việt Nam. Bà Bí Thư Thành ủy của thành phố Hà Nội là một người phụ nữ. Chắc quý vị cũng đã thấy. À, chứ đâu phải vừa đâu. À, thì rất nhiều cái chức vụ người phụ nữ lắm Những cái quan điểm nhận định của những người phụ nữ trẻ ngày hôm nay thì họ lại không có muốn có con sớm. Và từ không muốn có con sớm thì đến vấn đề là họ cũng không muốn có con nữa. Quý vị họ lo cho đời sống của họ thậm chí có nhiều cô như cô một cô Ngọc Thúy à, thì cô cho biết rằng ô tôi đi làm dành dùng tiền để mai mốt lớn lên về sống lên trên miền núi sống một cái đời sống không khí môi trường tốt đẹp và vui thú đoạn chơi giỡn với là hai con chó với một con mèo <laughs> Quý vị thấy như vậy đó là cái quan điểm nhận định của phụ nữ giới trẻ ngày hôm nay để chúng ta chia sẻ được cái nhận định của họ và có thể nói phụ nữ ngày hôm nay chạy giờ rất là giỏi à, họ điều điều khiển và có thể nói đứng làm những CEO của nhiều những công ty chúng ta thấy một cái bà Phương Hằng mặc dù bà ở trong tuổi nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng những cái buổi livestream của bà bà có một cái cái, cái 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 tài bén nhảy và lôi cuốn thu hút tất cả những đám đông đó là bà Nguyễn ở Phương Hằng. Thì rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng những cái sự kiện đó rồi Không biết lúc nào Thì đến gần đây cũng gần ngày đến ngày 29 Bị liệu bà có được cái đời sống tự do à, Như Rất nhiều phụ nữ Quý vị thấy rõ ràng như vậy Vâng đó là một bài tin tức mà sáng nay Chúng tôi muốn gửi đến quý vị Qua cái chương trình Nói chuyện cùng quý vị qua buổi ăn trưa Hôm nay thì anh Xuân Nam hơi cảm Thành ra anh cũng không muốn Để làm phiền lòng quý khán giả thành anh tạm thời để dành cho tôi cái chương trình này hôm nay có cơ hội nói chuyện với quý vị và ngày mai thì tôi lại có cơ hội gặp của uh, cô Hương Giang cô Hương Giang thì là một trong những người có thể nói rất là có nhiều kinh nghiệm về báo chí cũng giống như có cái tiếng nói nhận định và có thể nói rất là phù hợp với cái vai trò phụ nữ ngày hôm nay uh, cô sinh động và uh, góp nhập được nhiều tất cả các tài liệu của trên thế giới này và cô theo dõi thời sự một cách rất là nhạy bén bởi thế có thể nói những cái vai trò của những người phụ nữ ngày xưa thì chúng ta cũng có những nhà báo phụ nữ nhưng mà có thể nói ngày nay những nhà báo những người làm tin tức trong ngành kê kê ngành truyền thông có thể nói phụ nữ đọc vai trò cũng rất là quan trọng thưa quý vị Wow, bây giờ thì chúng ta phải nói đến chuyện gì? Chắc là phải nói đến chuyện cộng đồng hả quý vị ha? Vâng. Qua cộng đồng thì việc trước tiên qua cái thành phố Westminster này không phải là một cái thành phố mà có thể nói nhiều chuyện qua chừng chừng. Tại vì ngày thứ tư tới đây cũng sẽ có một cái buổi gặp gỡ lại hai bên đưa ra trong cái cái gọi là cái agenda. Lại có vấn đề thì bây giờ bà Emily Fundquest với cái sự đồng tình của ông Nam quan lại tố cáo là sang sở tuy nhiên là khiến trách kỷ luật bà Kimberly Hồ, phó thị trưởng. Mà trong bà, lúc còn bà Kimberly Hồ chỉ còn vỏn vẹn có vài tháng nữa. Thì chúng ta nhìn thấy họ sử dụng những cái tài nguyên của thành phố. Họ quên đi tất cả những cái thời gian họ sử dụng cái vấn đề tố cáo lẫn nhau như vậy. Mất đi không biết bao nhiêu là tiền của người dân đâu không. Đó là tiền thế của người dân. Quý vị thì nghĩ rằng một cái buổi họp bao nhiêu luật sư, bà manager thành phố, thư ký, rồi bao nhiêu cảnh sát đứng vòng ở trong đó để làm gì, để nghe gì, nghe một cái trò đùa của những cái tên có thể gọi là lợi dụng đồng hương để tấn công. thì ông Nguyễn Minh Chi, thị trưởng với họ vừa ra một cái quyết định ba người kỷ luật bà bà Amy Quét, thì bây giờ Nam Quan đi Phan Quét lại đi kỷ luật bà Kim Ly Hồ, thì tôi thấy cái chuyện này giống như một cái trò chơi của trẻ con. Lại nhìn chúng tôi tôn trọng cái quyền tự do của quý vị, quý vị làm gì thì quý vị làm. Nhưng quý vị đã không sử dụng đúng cái chức năng của quý vị. Vì sao? Vì tuần vừa qua quý vị đã sử dụng giống như một cái hàng tôm, hàng cá. Nghĩa là nói tóm lại là chúng tôi đến đã không nghe quý vị nói được cái gì. Chỉ có lỡ bếp 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 vậy thôi. Đại diện cho dân tại sao đi làm những cái điều đó. Tôi không nói cái vấn đề quý vị thảo luận cái gì. Thảo luận thì quý vị cần phải có trật tự để làm sao cái tư tưởng quan điểm của quý vị đến được với chúng tôi. Trời ơi quý vị đến nói lựa vào cái chức vụ đó để quý vị làm ăn ở bị hai giờ xin hay sao? Quý vị trả lời trong tương lai thế nào? Tôi thấy cái cô Nhật Linh cô cũng nói trên cái 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 cái, cái, cái YouTube của cô rất nhiều điều tôi thấy ngạc nhiên rõ ràng và tôi hy vọng là sẽ có, có điều kiện tôi sẽ mời cô Nhật Linh lại lên để nghe nói chúng ta cần nghe rõ rõ những cái điều đó có quý vị giống như một cái băng đảng, quý vị giống như một cái tổ chức mafia, bố trí hết người này chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Tại sao quý vị phải bây giờ đi ra để dành cái thị giờ? Một cái thị giờ quý vị ngồi ở trên cái mục đó là là tốn kém của người dân biết bao nhiêu tiền? Quý vị có biết không? Cái vấn đề hai bên đấu chọi nhau trời đất ơi! Còn vấn đề quý vị lại nhiên tôi không đi vào cái nội dung của quý vị ta quyền quyền hạn của quý vị được làm như Nhưng chúng tôi cũng có quyền phê phán về những cái vấn đề quý vị làm. Quý vị có thấy không? Nói cho nhiều, dành cho nhiều rồi rút cuộc lại cái gì? FBI đến nhà một người, một bà, một bà chấn án. Người chồng là giám sát viên. Có con đi học đại học luật mới có hai mấy tuổi thì đã làm giám đốc một cái công ty gọi là từ thiện một cái công ty bất vụ lợi để rồi nhận được cái số tiền trên đến 13 triệu và cái số tiền này nó chi phối như thế nào thì chắc quý vị sẽ chờ thời gian. Nhưng quý vị nhìn xem đi, có bao nhiêu người chân án Việt Nam, có bao nhiêu người giám sát viên của người ngoại quốc ở đây, nhà cửa họ có bị lục soát như vậy không? lại nhiên đến bây giờ thì chúng tôi nó không ai nó có tội có gì hết nhưng cái sự gọi là cái reputation của quý vị mất đi rồi zero quý vị có thể có những nhà cao cửa rộng có những quyền hành đủ thế nhưng cái reputation cái 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 cái, cái, cái đó nó mất rồi quý vị người ta nhìn thấy quý vị người ta ghê tởm tôi nói thật tình như vậy tôi nói cái chữ là ghê tởm chúng ta lại nhìn đến bây giờ thì quý không ai nói được và tất cả các giới nghĩa là những người tai to mặt lớn ở đây họ đều đưa ra quý ông Andrew Đỗ nên từ chức lại nhiên đổ từ chức hay không từ chức đó là cái quyền của ông tôi nhưng chúng tôi nói rất nhiều người đề nghị cái từ chức thế lúc nào đó chúng ta sám hối hoặc là chúng ta âm năm tội cuối xuống ô thế tại sao mình làm cái gì mà để cho người ta kêu mình từ chức như vậy đường đường chính một trong những người đại diện cho dân nhà cửa của những người dân bình thường không có FBI không có sở thuế đến tại sao nhà mình lại họ đi đến xét như vậy cái reputation của mình ở đâu một cái gia đình dân giá như vậy ở đâu nhiều nhà nhiều cửa để làm gì nhiều nhà nhiều cửa để người ta vào trong người ta bắt ngồi ở đó để chờ người ta tịch thu tất cả ngay cả cái điện thoại người ta cũng lấy về nữa. Wow, wow, Cái hình ảnh người ta ôm những cái đồ ở trong gia đình của mình đi ra, nó mãi mãi đi vào lịch sử. Và quý vị sẽ nói gì với những người dân bên Việt Nam? Quý vị lên tiếng thế này, thế nọ, thế kia. Quý vị thấy không? Những người Việt Nam đó, quý vị có thấy quý vị làm cái gì đó? Quý vị đừng có lớn miệng mà chê trách người này, người nọ, người kia. Quá, quá sức tệ thưa quý vị. Quá sức very, very tệ. Một lần nữa, tôi không đạt khích ai hết. Đã thêm còn một cái tiến sĩ vệ sinh đó nữa. Không biết điên điên khùng khùng cái gì nữa. Tôi nói vậy. Điên điên khùng khùng cái gì nữa. Cái quyền tự do của mỗi người. Và ông cũng có quyền tự do. Ông nói. nói bà sàm bà lát Kêu dân người xin phải bình tĩnh. Tại sao ông không kêu cái người mà. Đang bị lục soát đó bình tĩnh kìa. Đừng có có thể nói là quyết định táo bảo Để hư hại cái đời sống của mình kìa đó mà là người bạn thân nghe tiến sĩ vệ sinh lắm miệng lắm mồm còn tự hào ra đây là một người con của một bảo đại đấy. hả ông có dám tuyên bố ra tiến sĩ vệ sinh này có dám tuyên bố đi ra là tôi là con của bảo đại không hồi xưa là một chủ tịch đảng gì đó nữa không biết nữa liến láo đủ thứ chuyện xưa rồi không còn cái triều đại đó nữa đâu. Tôi nói như vậy ông hiểu. Ông chỉ trích, ông kêu người này, ông thấy nó náo loạn. Ông kêu học báo, họp đồ kêu ông anh Andrew đồ học báo. Ông chẳng nghe gì tiếng nói của ông đâu mà ông kêu. Ông làm giống như là ông là cái gì hả? Ông còn kêu người dân bình tĩnh. Mắc mơ gì người dân phải bình tĩnh. Chúng tôi đời sống của chúng tôi hoàn toàn bình thường có chuyện gì. Quý vị bị nhà, quý vị bị lục xét, quý vị ấy là quý vị hỏi quý vị ông tốt đó. Thì cả hai vợ chồng ông chạy tới đó mà, mà làm counselor cho người ta, kêu người ta bình tĩnh đi. Còn người dân ở đây bắt bớ gì bình tĩnh. Lao khuyết Bỏ cái chuyện đó đi. Nếu muốn cần tôi ngồi đối diện trực tiếp với ông này tôi đưa cho ông biết tất cả những cái gì nè ông đã từng ra thành phố về vấn đề gì vấn đề đó mới là bình tĩnh liệu ông có bình tĩnh khi tất cả những cái vấn đề thành phố nó buộc tội ông về những cái đó thì ông có bình tĩnh không ông có kêu ai bình tĩnh không hay là ông tự hỏi ông lại đi tàu lao vâng đó là một vài những cái cái sự kiện mà chúng tôi muốn đề cập trong cái chương trình hôm nay thưa quý vị lại nhiên đến bây giờ chưa có vấn đề xét xử, chúng ta không được nói cái gì hết trơn trời. Nhưng chúng ta cũng vẫn có cái cảm nhận. Không biết những cái tổ chức từ thiện đến đâu làm gì, làm gì. Việt Nam qua không biết một xây, chưa ai biết cái gì. Đi ra ngoài những người bạn, bạn, bán xứ tôi, nói, ô người Việt của mày sao dễ tệ vậy. Tại vì sao quý vị lấy những cái tổ chức từ thiện toàn là tên Việt không à? Việt American Society Quý vị lần sau mấy cái tổ chức từ thiện làm ơn đừng có lấy tên Việt chúng tôi vô trong đó nha. Việt, vua, tôi, chúng tôi đã đau khổ rồi bỏ ra đi rồi. Đừng có nhắc nha, tôi không muốn cần cái đó nữa. Quý vị làm cho đủ trò để kiếm tiền cái này cái nọ để rồi chúng tôi mang cái đi ra. Bây giờ đi gặp người ngoại quốc, ô, mày tự hào với người Việt của mày với những giám sát viên này với này nó. Mà để bây giờ quý vị thấy thể hại không? Họ hỏi, mày có biết VAS là cái gì không? A Vietnamese American nó nói tại sao lại bỏ cái Vietnamese American vô chi vậy tụi mày ăn tiền đi tụi mày ăn tiền đi tại sao còn để Vietnamese American chứ American của tụi tao đâu có như vậy trả lời đi tiến sĩ vệ sinh trả lời đi trả lời đi về Sài Gòn làm cái gì có khi nào nghĩ đến cái vấn đề trao support đã trả đủ chưa vừa thôi chưa muốn nói đâu Vâng, đó là vài sự kiện sáng nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị qua cái chương trình buổi trưa. Xin lỗi với quý vị về tất cả những gì mà có thể nói làm mất đi danh giá của người Việt chúng tôi. Hy vọng rằng một ngày đầu tuần tạo với cái sự không khí tốt lành đến với quý vị trong những ngày tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.